Vâng, xin giới thiệu các bạn và anh em, trên tay tôi đây là công tắc lên xuống kính tầm hay công tắc lên xuống kính của trước bên lái của dòng xe Mitsubishi Outlander. Thì đây là công tắc, đây là cụm công tắc. Thì nó cái này nằm ở trên ghế, trên chỗ cánh cửa phía trước bên lái. Cánh cửa trước bên lái thì các bạn nhìn nó bao gồm có, thứ nhất là đây là cánh cửa trước hai bên, và đây là hai cánh cửa sau. Đấy, và khi này các bạn ấn thì các bạn lên xuống điều khiển cả bốn cánh. Cái này là nút, đây là cái nút này là nút sẽ tắt cái việc mà chúng ta lên xuống kính. Và đây là cái khóa cửa, khóa chốt an toàn khi mà chúng ta chạy xe, đặc biệt là khi trẻ em ấy, thì các bạn sẽ khóa cái khóa này để trẻ em không tự ý mở cửa khi mà chạy xe, để đảm bảo an toàn khi mà chúng ta lái xe. Đấy, thì đây là công tắc lên xuống kính tầm. Thì trong quá trình khi mà chúng ta lưu thông xe, chúng ta chạy xe trên đường một thời gian thì nó bị hỏng mất công tắc này. Yếu đó thì bắt buộc các bạn phải thay thế để đảm bảo xe có thể vận hành và lưu thông tốt trên đường. Thì phụ tùng Mitsubishi Việt chuyên nhập khẩu và phân phối tất cả các phụ tùng dòng xe Mitsubishi tại thị trường Việt Nam. Nhưng mà anh em nhu cầu cần thay thế thì các bạn vui lòng đến phụ tùng Mitsubishi Việt, website phụtungmitsubishi.vn. Các bạn xem thấy hay thì nhớ nhấn like và đăng ký kênh để nhận thêm nhiều video. Mình sẽ review tất cả các sản phẩm phụ tùng dòng xe Mitsubishi này, phục vụ các bạn cách hoàn toàn miễn phí. Và đừng quên để lại bình luận ở phía bên dưới để chúng ta cùng nhau trao đổi về kinh nghiệm sử dụng và tất cả những chi tiết phụ tùng dòng xe Mitsubishi này.